Đây sẽ là thí sinh tiếp theo trong series về vòng tay đá thạch anh của mình. Như này đã đủ đẹp, đủ long lanh chưa các bạn? Trên tay mình đang là những chiếc vòng tay đá thạch anh vàng tự nhiên, hay còn gọi là đá sichin, được mài rác. Chất đá trong, sạch và tinh khiết, nên khi mài rác sẽ mang lại hiệu ứng ánh sáng rất tốt, lấp lánh, hút mắt người nhìn. Trong viên đá dường như có chứa đựng nguồn năng lượng của mặt trời, tỏa ra ánh sáng như những tia nắng ấm áp, giúp lan tỏa niềm vui trong cuộc sống và xua đi những suy nghĩ tiêu cực, lo lắng. Với những ai đang có chuyện buồn thì ánh sáng của đá thạch anh vàng sẽ chiếu sáng những nơi u tối trong tâm hồn, giúp bạn trở nên tích cực, vui vẻ hơn trong cuộc sống. Đây quả thật là sự lựa chọn hoàn hảo để cải thiện vấn đề sức khỏe như tinh thần. Mang đá sichin bên mình, bạn sẽ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống và năng lượng để hoàn thành mọi công việc. Đá thạch anh vàng còn được mệnh danh là chiêu tài thạch bởi vì chúng mang lại nhiều may mắn về đường tiền tài và danh vọng. Viên đá này là biểu tượng của sự thịnh vượng, màu vàng gợi cho chúng ta về sự giàu có, vương giả. Một người khi sử dụng viên đá sichin làm trang sức sẽ có được cho mình một đời sống vật chất dồi dào. Đá thạch anh vàng sichin là chất thanh tẩy và chất tái sinh mạnh mẽ. Chúng mang sức mạnh của vầng thái dương sưởi ấm cho bạn, làm cho bạn năng lượng và nâng cao khả năng sáng tạo của bạn. Ai chưa sở hữu một chiếc vòng tay thạch anh vàng đẹp xuất sắc như này thì hãy click vào phần giỏ hàng nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.